Có ai như mình không? Mọi người chơi xe ai cũng muốn lên phục Olin để chạy cho sang, cho đẹp, cho phê. Nhưng mà mình sau 5 năm chạy phục Olin thì hôm nay mình quyết định tháo nó ra và trở lại phục Zin. Thật ra cái phục này lúc trước mình xài cho con SH cũ của mình cũng đã bị trả nhớ một lần. Mình có hỏi bên Đại Hoàng Gia thì họ nói đi phục hồi phục thì cũng tốn khoảng 4-5 triệu gì đó, mình không nhớ. Nhưng mà phải mất khoảng 1-2 tuần. Mỗi lần mình dẫn xe ra nó kêu ọt ẹt vậy đó. Nên hôm nay mình quyết định về Zin. Canh thợ này rất là nhiệt tình tháo ra cho mình và gắn lại con ốc Zin luôn, không xài con ốc titan nữa nha các bạn. Thì trong lúc quá trình lắp ráp trở lại thì cái anh đó anh thấy cái dây điện của mình bị chuột cắn, anh tự lấy băng keo và anh quấn lại cho mình. Tiệm sửa xe này tuy nhỏ nhưng mà mọi người làm việc rất là nhiệt tình nha các bạn, rất là chu đáo, rất là thân thiện luôn. Mình thấy trở lại phục Zin cũng đẹp nè các bạn, xe màu trắng và phục màu đen nhìn cũng đẹp mà, đâu nhất thiết là phải ô liền đâu, phải không các bạn?